Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em làm cái video này để em hướng dẫn những anh em mà mới mua máy và chưa sử dụng máy bao giờ, thì em sẽ nói lên những cái lưu ý cần phải biết để khi mà mới nhận một cái máy về thì các bác nên làm như thế nào. Thì tâm lý của những người khách hàng thì khi đặt mua máy thì rất là hồi hộp và rất là hoang mang khi không biết cái sản phẩm đến tay mình thì nó sẽ như thế nào, và không biết là cái chất lượng nó làm sao, và cái tâm lý là rất muốn nhận được hàng và thử hàng xem cái chất lượng nó làm sao. Thì em khuyên các bác một câu như thế này: thì chúng ta khi nhận được hàng, khi nhận được một cái sản phẩm, các bác đừng nóng vội, đừng nóng vội nha các bác, đừng nóng vội và đừng hấp tấp. Chúng ta nên nhìn kỹ cái sản phẩm và đánh giá cái sản phẩm đó và tìm hiểu tất cả những cái chức năng và những cái bộ phận trên một cái máy nó như thế nào. Thì khi nhận được máy thì các bác nên kiểm tra cái máy xem nó có chắc chắn hay không, và những cái phần như thế này. Thường là những cái phần chuyển động thì nó rất là quan trọng. Khi nhận được cái máy các bác chưa vội ráp máy vào nhé, thì đầu tiên các bác kiểm tra cái bộ côn này, kiểm tra bộ côn xem nó ok hay chưa, nó này nó quay trơn hay không này, nó có bị bó bó kẹt hay không, và các bác nhẹ nhàng dần thử cái máy xem nó có trơn tru không nhé, trơn tru không, có hoạt động, nó có thể quay được hay không. Đó, như cái máy này thì hiện tại là cái lưng giá hơi của nó rất là căng nên là mình giật nó rất là nặng. Vậy giật mà nghe nòng piston bạc nó trơn tru là ok nhé các bác. Đó, tiếp theo nữa thì chúng ta nên tìm hiểu những cái bộ phận của nó. Đây là côn và đây là những cái phần gắn nam xích này, phần gắn nam xích, và đây là những cái chốt để tăng đưa nam xích lên. Đây phía trên này nó có con ốc nha các bác, có con ốc này để nó kéo cái phần nam lên lên thì nó sẽ căng cái xích lên. Và phần này là cái phần công tắc là cái phần khá là quan trọng, các bác phải tìm hiểu nó. Nhiều khi nổ cái máy lên nó gặp một cái sự cố gì đó, mình gắn trượt lam hoặc chẳng hạn là nó kẹt ga, trượt cái sên ra khỏi lam hoặc là trượt cái sên ra khỏi cái nhông này chẳng hạn, nó kẹt mà nó bị kẹt ga mà nổ máy lên xong rồi bắt đầu nó ga ầm lên, thì các bác phải biết là đây là cái công tắc để mình thao tác nhanh, mình gạt xuống tắt cái máy để mình căn chỉnh lại. Đó là những người em nói về những người mới dùng ha. Và mình nên xác định được đâu là bình xăng, đâu là bình nhớt. Thì đây là bình xăng, như cây máy ST031 này thì đây là bình xăng, nó gắn liền với cái trục giật này. Bình xăng của nó khá là lớn vì nó thuộc dòng máy băm bổ rồi, nên là không phải như máy gia đình cái loại nhỏ nhỏ đó, thì cái bình xăng của nó rất là nhỏ. Đây là cái khoang nhớt của nó, khoang nhớt để bôi trơn nam xích nha bác. Và tiếp theo chúng ta xem đồ đạc nó có bị thiếu cái gì hay không để báo cho người bán máy cho mình. Rồi đến bước thứ hai, chúng ta kiểm tra xăng nhớt là chúng ta mở ra xem xăng trong bình này nó còn hay không, và trong nhớt bôi trơn lam nó còn hay không, thì chúng ta mở ra và kiểm tra bình thường. Một cái lưu ý rất là quan trọng là về cái phần xăng, chúng ta là phải là xăng pha nhớt nhé, xăng có pha với nhớt hai thùy. Nhiều khi anh em đi, em đã nhắc rất là nhiều anh em trong cái việc mua bán của em, ai em hầu như ai em cũng nhắc hết là xăng phải pha nhớt, và nhớt là phải là pha nhớt hai thì nhiều khi đi ra ngoài bán, người ta bán có thể là người ta đang trí thì người ta lơ là người ta
đưa nhập cho mình một cái chai nhớt 4 thìa chẳng hạn về, mình cũng nghĩ là mình không kiểm tra, mình nghĩ là nhớt 2 thìa rồi, mình đổ farm như bình thường, nổ lên cái rồi thấy khói 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 nhưng mà nó không có bôi trơn được, rồi luôn cái máy đó. Một cái nòng này rất là quan trọng lắm, nòng nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, nó ảnh hưởng đến cái công suất của cái máy, công suất của cái máy, và nó là cái giống như nó là trái tim của cái máy rồi. À, cái nòng mà hư là giống như một con người mà hư quả tim là thôi, ba bữa nửa tháng là vứt luôn đó, là ngâm hoặc là thui luôn đó. Chúng ta kiểm tra xăng nhớt xong, pha nhớt là với cái tỷ lệ 60 ml nhớt cho đến 70 ml nhớt cho 1 lít xăng, tỷ lệ đều như vậy, các bác xài như vậy là cái máy nó bền lắm, bền bền nghĩa là mình pha lúc nào cũng theo cái tỷ lệ đó, nó bôi trơn ok. Cái máy một lần thiếu nhớt thôi, một lần thiếu nhớt, quên không pha nhớt vào hoặc pha sai nhớt một cái là coi như cái máy đó giảm tuổi thọ rất là nhiều, mà chạy không, có lẽ là không chạy hết bình xăng đâu nếu mà quên không pha nhớt, ga lên một cái là đứng cái máy luôn. Và tiếp theo đó là cái phần xăng pha nhớt và cái phần bôi trơn lam nhớt, lam xích nhớt, bôi trơn lam xích nó nằm ở đây, thì các bác kiểm tra và đổ nhớt vào, cứ mỗi bình xăng này hết một bình xăng các bác kiểm tra nhớt và châm thêm nhớt vào đây, đừng để hết nhớt, nhưng mà hết nhớt thì lam la tinh hay là lam bánh xe thì nó trượt trên cái xích, nó trượt trên cái lam như thế này, thì nếu mà hết nhớt thì nó bôi không có bôi trơn, không có bôi trơn thì nó đồng thời nó sẽ bị ăn mòn và nóng cháy cái lam, hỏng một cái lam, hỏng một cái xích. Thì đó là cái phần kiểm tra tiếp theo. Tiếp theo nữa là các bác kiểm tra cái xích này nó có chạy trơn trên cái lam này hay không, đó các bác ráp như thế này có chạy trơn hay không nhá, kiểm tra hai mặt xem cái lam có bị cong hay không, hoặc là xích nó có cái mắt nào nó bị lệch hay là bị cứng hay không, lệch hoặc cứng hay không nhé các bác. Này, chúng ta có thể dùng dọc lên và kéo đó nhẹ nhàng quá, đó là cái bước tiếp theo để kiểm tra cái lam xích này. Và nữa tiếp theo nữa, khi chúng ta đưa cái xích này lên, không biết là cái lam nó cái xích nó có phù hợp với cái nhông ở trên cái côn hay không, thì chúng ta đặt vào đây, có thể là cái xích nó không không phù hợp thì kéo nó sẽ bị nhảy, nhưng mà kéo nó sẽ bị nhảy lên, nhưng cái xích này thì nó rất là êm bởi vì nó đúng theo cái chân của cái nhông thì nó rất là êm, chạy bon bon luôn. Tiếp theo khi chúng ta ráp lam xích vào thì phải ráp đúng chiều nhé bác, đúng chiều cái mũi của cái xích phải hướng lên trên, hướng lên trước đó, hướng đằng trước. Chúng ta gắn cái xích đầu tiên, chúng ta gắn cái xích này trước, đặt cái lam vào đây, đặt cái chân này vào đây và chúng ta cài cài xích vào, đúng vị trí thì nó sẽ vào thôi. Và chúng ta nên để ý này, để ý ở trên trên cái bộ phận tăng đưa này nó còn có ốc chốt, nó sẽ cài vào ngay đây, cài vào ngay cái lỗ này, lỗ dưới này, thì chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp, tránh tình trạng nó trượt cái lỗ này, nó trượt cái lỗ nó ăn ra ngoài, mà chúng ta cứ cố gắng để ép nó vào thì dẫn đến cái tình trạng là nó bị cong cái ốc này, đúng không bác, tình trạng nó cong cái ốc này thì ảnh hưởng đến cái lần tăng lam xích tiếp theo, nó bị cong mà rất là khó để giữ được cái lam xích của mình thường xuyên bị trùng.
Lắp đúng cái rãnh của nó nhé bác. Lắp rãnh. Hiện tại thì cái lam này nó hơi căng. Chúng ta nên chỉnh cho con ốc nó vào sâu để sinh nó có thể trùng như thế này. Đó, nó có thể trùng thế này. Chúng ta úp cái này vào, úp cái phần bảo vệ này vào. Vặn sơ hai ốc. Vặn sơ hai ốc nhé. Đó. Và chúng ta siết con ốc này lên. Tăng đưa cái lam xích này lên. Đó, con thấy cái cổ xích nó lên dần chưa? Khi lắp vào, chúng ta phải đảm bảo được là cái xích nó có thể chạy trơn nhẹ nhàng trên cái lam. Đó, chúng ta có thể nhấc lên như thế này. Cái độ hở vừa phải thôi, đừng có để hở quá hoặc là đừng có để căng quá, căng căng tới mức mà chúng ta không thể kéo lên này, chạy rất là nặng. Còn nếu mà trùng quá, độ hở nhiều quá thì chúng ta phải điều chỉnh lại, chứ không là nó tuột xích, không thể tuột xích như vậy. Ba được. Đó. Thì một tay chúng ta kéo cái xích này lên. Tay xích con ốc này nào, tao ốc này. Xích đều hai ốc nữa. Kéo thử cộng C này, nó chạy trơn hay chưa, chạy có tự nhảy hay không, chạy đều nhé, chạy đều nhẹ nhàng và không bị nhảy nhé. Thì đó, đó là cái bước tiếp theo để chúng ta kiểm tra và cái hoạt động của cái máy. Đừng dùng sức ép quá cứng như mất nặng tay, mình cảm nhận được là nó chắc chắn là ok. Và bước tiếp theo chúng ta có thể nổ máy. Và em khuyên các bác rằng cái mục đích của chúng ta xài vào cái mục đích gì thì chúng ta sẽ lựa chọn cái máy đó cho nó phù hợp. Lựa chọn cái máy cho nó phù hợp. Nếu như các bác dùng trong gia đình chỉ cắt tỉa những cái cành nhỏ thì chúng ta có thể dùng những cái máy tay cụt cắt tỉa cành nhỏ thì dùng máy tay cụt, hoặc là chúng ta có thể dùng cái máy lớn hơn tầm trung.